Và đây là những cái phương pháp hàn chủ lực trong cái nền công nghiệp của chúng ta trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Laser thì hôm nào mình sẽ làm một cái bài so sánh sau. Laser thì nó vẫn đang chưa ứng dụng rộng rãi, tuy nhiên mít tích que thì đang ứng dụng rất là nhiều. Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần, mình làm cái video để quý hàng là mục kích sở thị ba phương pháp hàn, mít, tích và que, để coi là ba phương pháp này nó đang ứng dụng rộng rãi trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Còn laser mình sẽ nói trong một video sau. Thì mọi người đăng ký kênh và bên trong mình sẽ cho mọi người so sánh là mít nè, tích nè, que nó ứng dụng như thế nào và tốc độ hàn ra sao. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha. Dạ, kính chào tất cả quý hàng thương mến, quay trở lại kênh Nói Hàng Em Quyền nha quý hàng ha. Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần, ngày 10 tháng 6 năm 2024. Chúc tất cả quý hàng khắp muôn phương có một ngày thật đẹp và thật bình an. Cũng như bên trong là mình cảm ơn quý hàng rất nhiều đã đặt những cái top gun 250V, tức là giống như là máy tích, cũng như là tích 250BC, tích lạnh, tích xung, tích điểm hàng que. Khách cũng đặt nhiều, cắt 50, hôm nay khách cũng đặt được vài cái. Rồi mắc mít 265 cũng được vài cái. Thì hôm nay nội dung video là không đi sâu vô một cái máy nào trong những cái series máy mà kênh Máy Hàng Em Quyền phân phối, mà chúng ta hôm nay là mình sẽ đi vô một cái đề tài là gì. Rất là nhiều quý hàng đang quan tâm không biết là một cái phương pháp hàn mít và một phương pháp hàn que, cũng như là một cái phương pháp hàn tích, thì cái nào ưu điểm và cái nào nhược điểm, và khi nào thì ứng dụng mít, khi nào thì ứng dụng que và khi nào thì ứng dụng tích, thì và khi nào thì xài lát ma, khi nào xài gió đá. Thì nội dung video bữa nay làm cũng rất là nhanh, mình cũng tâm sự với hàng là gì. Đây là cái video cũng giống như là một cái video mình tâm sự và giới thiệu những cái thiết bị hàng mà kênh Máy Hàng Em Quyền kinh doanh. Đó, chúng tôi luôn luôn có là gì? Mít là 5kg là rất là phù hợp với cái mảng trang trí nội thất trong những cái nhà xưởng làm đồ giày từ 6 ly đổ lại. Hàng que thì rất là phù hợp với những cái công trình để mà có độ bền miên man, giống như 210F là một cái quyền thoại. Tức là mỗi một công ty kinh doanh nó sẽ có những cái dòng máy mà nó mang tính chất đặc thù, và cũng như là nó sẽ mang cái dấu ấn của cái doanh nghiệp đó. Thì tích 250BC là một dòng máy tích lạnh, tích xung, tích điểm, cũng là đóng góp cho xã hội Việt Nam rất là nhiều, cũng như là các lát ma. Thì hôm nay mình sẽ so sánh ba phương pháp mít, que và hàn tích. Thì cái phương pháp nào là nó ưu điểm và nó tối ưu thì mọi người sẽ coi ngay bây giờ thôi. Trước khi mình vô cái phần đó thì mình cũng tâm sự với hàng là gì. Đối với những cái công cụ cầm tay thì kênh Máy Hàng Em Quyền cũng kinh doanh rất là nhiều. Đây là dòng Boss là GWS060, là giá cũng là 950 ngàn, là hàng đúng của hãng Boss chứ không phải là hàng pha ke. Bên cạnh đó kênh Máy Hàng Em Quyền cũng có bán là M0900B là máy mài của Makita cũng một tấc. Rồi cũng có bán là 9553NB là cũng là một tấc nhưng mà công nghiệp hơn, đó là cũng hãng Makita. Bên cạnh đó đây là những cái máy nó mắc tiền, mang tính chất là nhiều cái công ty là yêu cầu như vậy, nhưng mà nền kinh tế của mình bây giờ nó cũng phát triển và thằng Trung Quốc nó cũng làm nhiều cái đồ chất lượng rất là cao, giống như con Meo Tăng SH508 này thì đang giá là chỉ có 400 ngàn thôi, công tắc được bên hông. Đó. Đó, mình sẵn giới thiệu những cái dụng cụ cầm tay. Mình không có thường ít khi nào làm video về những cái dòng máy này lắm, nên nó quá phổ biến, nó đơn giản đi. Tức là mình đa số tập trung vô là mít, que, tích, lát ma. Đó, nhưng mà sẵn dịp thì cũng nói lướt sơ qua tất cả quý hàng là hiểu gì. Kênh Máy Hàng Em Quyền bên cạnh mà bán những thiết bị hàng chính mít, tích, que, lát ma thì vẫn có bán những cái dụng cụ cầm tay hàng của hãng Makita hoặc là hãng Boss, cũng như là những máy thương hiệu của Trung Quốc nhưng mà chất lượng cũng dùng tương đối ổn định, dành cho những người có tiền ít hơn. Thì bây giờ mình sẽ vô vận hành. Mình sẽ cắt cái miếng sắt. Mình sẽ cắt cái miếng sắt 10 ly này ra. Đường đây là dài nhất là mình sẽ hàn mít, đường kế bên mình sẽ hàn que, và đường ngắn nhất là mình sẽ hàn tích. Rồi từ đó chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận rất là cụ thể trên ba cái phương pháp hàng này. Thì trước khi vô mà mình test ba phương pháp thì mình cũng test luôn cái máy này. Máy này cũng mới vừa về thôi, mình đang bán giá 400 ngàn thì ai tranh thủ thì có thể đặt hàng, tại vì mình đặt nay 4 tháng trời nó mới về á. SH508 của hãng Meo Tăng. Rồi cắm điện vô.
Mục đích là mình gắn cái viên đá mài này vô sẵn cho mình mài mấy cái đường này đó, để coi cái chất lượng nó cũng rất là tuyệt vời. Đó thằng ha, trượt nó lên cái, trượt nó lên, trượt nó lên đây, công suất của nó cũng rất là rực rỡ làm em. Rồi tiến hành mài. Đây là mài mối hàng dày. Đây mình mài trên cái mặt phẳng này để chúng ta có cái để cắt lát ma cho nó ngon. Thấy rồi ha. Rồi, mình cũng sẽ mài miếng này và mình ứng dụng cái phương pháp cắt lát ma một cái đường tròn và mình chia sẻ một cái mẹo. Ví dụ mình ra công trình mình không có comba thì mình vẫn có thể cắt lát ma bằng cái cách sau đây. Đó, mình mài trước ha. Bây giờ mình sẽ cắt cái hình tròn này. Đôi khi mình ra công trình mình cần cắt một cái hình tròn bằng phương pháp cắt lát ma thì mình sẽ chế chọt ra, mình xử lý về cho nó nhanh này với nè. Rồi mình đem qua đây ha, để mình thử cái lát ma này trước, sau đó mình sẽ vô mình test bốn cái phương pháp này. Rồi bây giờ mình sẽ giả bộ mình cắt cái hình tròn này đi. Rồi, mình cần cắt hình tròn này đúng không, thì mình sẽ sử dụng con cắt lát ma 50 Tenja có giá là 4.800.000, có chức năng hàng que nè, quá rực rỡ lòng em. Với thằng coi nè, 2T là 4T đầy đủ, 2T 4T, 2T 4T đầy đủ. Rồi có chức năng hàng que nữa. Rồi mình sẽ di chuyển qua lát ma nè, tắt cái 4T này đi, mở 2T lên. Rồi mình sẽ chế ra một cái cumba để mình cắt một cái hình tròn, ví dụ vậy. Với thằng thấy cái mình bắn, mình sẽ bắn cái này vô, lấy cái chiên vít Lucian này giá 700.000 bắn vô luôn. Đó, rồi bắt đầu mình móc cái cục sắt này vô đây. Ví dụ vậy, cái mình sẽ cắt cái hình tròn rất là đơn giản bằng con máy cắt 50 Tenja. Cho tất cả quý thằng coi ha, sự tuyệt vời của nó cái. Lấy cái kẹp mát cái mình kẹp vô nuốt cái hình tròn này. Đó, đây là những cái máy mà kênh máy hàng Quyền bán. Hôm nay đầu tuần thì mình cũng đang là hơi bận cho nên làm cái video cũng nhanh gọn lẹ về vấn đề này. Nha quý thằng ha, vô cắt hình tròn nha. Đó, mà cái này là nó dày lắm nha, mình sẽ phóng luôn xuống luôn á. Vô nè. Đó, rồi mình sẽ cắt nè. Nó chúng ta có cần những cái hình tròn này để chúng ta chế cung ba ra. Ra giữa công trình là chúng ta làm như vậy. Quá tuyệt vời. Đó, do là mình cắt vô cái bàn ở dưới đây nè, quý thằng thấy không? Đó, mình cắt thẳng vô cái bàn chứ đúng ra nó đã
nếu không cắt vô cái bàn là nó đã lọt ra ngoài rồi, rất là rực rỡ lòng em. Này bên hàng coi nè, nó rất là tuyệt vời. Đôi khi nó mình có những cái ngoài công trình mình cần ứng dụng như vậy để cho mình xử lý tình huống cho nó lẹ, mình cắt những cái vòng tròn nó rực rỡ lòng em như thế này. Này bên hàng nhìn nè ha, do mình cắt vô cái miếng nhôm này rồi như cái đường tròn này chứ đúng ra đó, rất là tuyệt vời đó. Đây là một cái cách mà mình dự phòng cái mình ra công trình đó, chúng ta có thể làm ra những cái hình tròn rất là tuyệt vời như thế này. Rồi bây giờ vô chủ đề chính là mình sẽ cắt ba đường cắt. Đây một đường cắt á, đây là mình cắt hình tròn rất là tròn đều nữa nè, thấy không? Mai là mình đã cắt vô trong cái miếng nhôm rồi đó, đó mà mình sẽ lấy ra đây nè, các bạn thấy mình băng qua cái đường nhôm luôn mà em nó cắt ra rất là tròn đều, đó, rất là rực rỡ là nghe. Xong bây giờ chúng ta đi vô cắt ba đường cắt này để chúng ta thử ba tính năng. Thứ nhất là mít, mình so sánh nha, cái đường mít này là chắc chắn nó sẽ dài nhất. Mít thì mình theo kinh nghiệm mình biết đó, là nó sẽ nhanh hơn hàng que tới 2-3 lần lực. Thì cho nên bây giờ mình sẽ vô tiến hành mình cắt cái đường dài nhất này. Đây đường này là dài nhất. Rồi mình sẽ nối lại bằng phương pháp hàng mít, sau đó mình sẽ hàng que. Thì hôm nay mình làm nội dung video để mọi người so sánh ba phương pháp này luôn. Mình cũng sử dụng con cắt Latma 50 tên da xịn hào này để mình cắt cho tất cả quý hàng coi nha. Rồi vô, mời tất cả mọi người theo dõi. Mình sẽ cắt cái đường đầu tiên để mình hàng mít. Vô. Cắt Latma 50 rất là tuyệt vời các bạn thấy không? Đường cắt rất là đẹp miên man. Đó là đường thứ nhất nó dài nhất nè. Đó rồi mình sẽ là hàng mít nha các bạn nha. Đây, một đường. Rồi bây giờ mình tiếp tục vô đường thứ hai để chúng ta thử qua phương pháp hàng que và đường hàng tích sẽ là đường ngắn nhất. Vô. Rất là rực rỡ lòng em. Đó, mọi người sẽ theo cái thứ tự của nó. Mít là dài nhất. Rồi, nói vô que là ngắn hơn. Và cuối cùng là đường này mình sẽ hàng tích ngắn nhất. Vô. Quá rực rỡ lòng em. Đó, tất cả ba đường này mình sẽ thực hiện ba phương pháp hàng nha quý hàng nha. Thì bây giờ đầu tiên thì mình buộc lòng phải lấy thằng tích trước để mình ráp lại thành ba cái miếng sắt để trở về trạng thái bình thường. Rồi bây giờ mình đi lấy cái bao tay này, nó nóng lắm quý hàng lại coi nè. Rồi mình đo coi cái thằng nào nó dài nhất nha mọi người coi nha. Đo ba đường nãy mình vừa cắt rớt lên nè. Đường thứ nhất mình sẽ chuẩn bị đi hàng tích nè mọi người so sánh nha. Đây là có tổng độ dài là 1 tấc 55 hết hàng ha. Rồi sau đó mình sẽ hàng tích xong đi, mình lên tới hàng que 1 tấc 55 trước. Rồi đeo bao tay vô để nó nóng rực rỡ lòng em. Mở con máy hàng tích 250 bc, mình sẽ thực hiện ở chức năng hàng tích thường thôi nha các bạn. Đồ dày không có xài tích lạnh, để lên là 175 ampe và chỉnh khí ra trước 0.1 giây, khí ra sau là 2 giây, và mình sẽ để chế độ là 2T. Và bây giờ mình sẽ đi tiến hành hàng liền cho mọi người coi ở cái phương pháp hàng tích. Rồi mời mọi người theo dõi nha. Để hàng được tích thì chúng ta sẽ bon em nó cho nó dính lại. Mời tất cả quý khách hàng coi nha. Bon nó đây, nó dính một điểm. Tiếp tục chúng ta bon.
Rồi. Sẵn dịp nó có cái xung kích đây thì thôi mình ráp này lên luôn nha, mình đi đo cái đường tiếp theo nha các bạn nhớ nha. Đường đầu tiên là chúng ta coi là đường hàng tích này nha. Mà làm 15 phân 5 ly. Rồi, mình sẽ mượn cái xung kích này mình bon luôn để mình chuẩn bị. Đường này là sẽ tích nha. Rồi đường này mình sẽ là hàng que chỗ này, rồi mình cũng sẽ đo cho tất cả các bạn coi, rồi mình sẽ bon cho tất cả mọi người coi luôn nha. Bon. Dính lại, tiếp tục bon. Xong. Đo cái đường này, đường hàng que coi là bao nhiêu nha. Là 16. 16 ly 16 phân nha các bạn nha. Đó. Khách hàng thấy rõ chưa em? Đây là tích và đây là que. Rồi. Đường dài nhất là mình sẽ mượn này lên mình xuống bon vô rồi chúng ta sẽ hàng mít luôn. Mời tất cả mọi người theo dõi nha, bon. Rất rực rỡ lòng em, tiếp tục bon. Đó, tích là phương pháp hàn bằng điện cực, không nóng chảy làm cho hai miếng sắt hoặc inox tự hòa quyện ra nhau, quý thằng thấy rất rõ, đó là phương pháp hàn tích. Đó, mình vừa thực hiện xong cho mọi người coi đó, là mình bon mấy miếng này dính lại rồi. Bây giờ đây là đường này là đường hàn que, là mọi người coi nè. Ê, xin lỗi, đường này là đường cuối cùng mình sẽ hàng mít là 16 phân rưỡi. Đường hàng que là 16 phân và đường hàng tích này chỉ có là 15 phân rưỡi thôi. Đó. Đây, đường hàng tích đây. Rồi, đường hàng que thì dài hơn và đường hàng mít là dài nhất. Rồi, xong, bây giờ sẽ tiến hành đầu tiên là chúng ta vô phương pháp hàng tích nha các bạn nha. Vô. Tiến hành hàng liền nha. Đó, mọi người thấy không, nếu mà mình không mài sơ qua nó sẽ xùi cái kim, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm luôn. Chúng ta đo thời gian của nó rồi nó so sánh với hàng que thì nó như thế nào, rồi so sánh với mít luôn. Khách hàng đang theo dõi là mình đang hàng tích đó nha. Trên cái độ dày đường dài á là 15 phân rưỡi và độ dày là 10 ly. Mọi người mà là thợ 6G 7G nhìn vô đừng có ném đá giấu tay mình nha, với lộn, đừng có ném đá chửi mình. Mình không phải là thợ hàng, mình chỉ là người bán máy hàng với niềm đam mê lâu dài thôi. Rồi, xong. Đó là đường đầu tiên là phương pháp hàng tích ha các bạn ha. Mình đã thực hiện xong và bây giờ mình sẽ vô phương pháp hàng que. Đây, mình sẽ bật con máy 210F xịn hào giá 2.250.000 này lên. Còn quý khách hàng vừa coi xong là mình thực hiện trên máy tích 250BC giá chỉ có là 5.200.000 mà có tích năng tích xung tích lạnh luôn. Rồi, bây giờ để hàng que thì mình sẽ chỉnh lên dòng tầm 165A và mình sẽ tiến hành đốt cái đũa 3 ly 2 này cho tất cả quý hàng coi. Rồi, mời tất cả mọi người theo dõi. Mình cũng sẽ lấy cái kẹp mát của ông 210F này ra mình kẹp vô. Đó, đây là đường hàng tích và tiếp tục đây là đường hàng que. Mời tất cả quý hàng theo dõi nha. Chọt một phát coi nó ăn ngay không nha. Đây là phương pháp hàng que nha quý hàng nha. Rồi, chúng ta cũng tính cái thời gian thi đua đi. Coi thằng nào hàng nhanh. Nếu mà thời gian còn thì mình sẽ mài ra. Dưới con máy hàng que 2.250.000 này thì ai là một cái thợ hàng mà coi như có cái niềm đam mê mãnh liệt trong cái hàng que thì chúng ta cũng đầu tư nó được các bạn ha. Que là mình phải điều phối hồ quang bằng tay và phải có vật liệu que đắp vô. Đó, các bạn thấy không? Là hàng xong là cái que nó sẽ mòn vô trong dũng hàng. Trong khi đó hàng tích á, là chúng ta làm cho hai cái miếng
hai cái miếng sắt này nó tự chảy hòa quyện ra với nhau, và chúng ta thực hiện xong một phương pháp hàn tích rồi, và chúng ta sử dụng phương pháp hàn que rồi. Đó là hôm nay video nó làm về vấn đề này. Đó, mình đã thực hiện xong rất là rực rỡ luôn em. Đó. Rồi bây giờ một phương pháp hàn cuối cùng nữa là chúng ta sẽ thực hiện trên con máy Macmix 265 tên da xịn hào này. Nó sử dụng cuộn dây hàn là 5kg có dùng khí, và mình sẽ đi tiến hành hàn liền cho tất cả quý hàng coi. Bây giờ cái kẹp mát hồi nãy mình đang gắn ở trong con máy hàn tích rồi, mình mượn mình gắn qua con máy hàn Macmix 265 tên da xịn hào, và mình sẽ hàn liền. Với cái miếng ton dày 10 ly này thì mình sẽ chỉnh dòng lên là tầm 195A 20V 20V6, và mình sẽ tiến hành hàn liền cho tất cả quý hàng coi. Mời tất cả mọi người theo dõi trên cái phương pháp hàn mít hai quý hàng ha. Rồi, mình sẽ tiến hành hàn liền. Mời tất cả quý hàng coi nha. Vô. Rồi, mình đã thực hiện xong 3 phương pháp hàn. Hàn mít, hàn que và hàn tích. Đó, mọi người đã mục kích hết toàn bộ sở thị về 3 phương pháp hàn này rồi. Đó, và bên này là chúng ta còn cái vòng tròn này. Đó, mình cũng thực hiện chơi. Đó, nãy giờ quý hàng thấy không? Cắt 3 cái hình tròn này ra nó cũng rực rỡ lòng em lắm chứ bộ, đúng không? Nè, mọi người coi nè ha. Đây. 3 cái hình tròn này cũng còn nóng lắm, nhưng mà thôi mình tay luyện thiết xe trưởng là chụp nó lên. Đó. Đường sỉ đồ nó cũng rất là đẹp, mình gõ nhẹ nhàng ra đây là nó sẽ sạch sẽ liền. Rồi, đó. Rồi chúng ta thả nó vô đây. Rồi chúng ta sẽ hàn thử bằng mấy cái phương pháp này chơi coi. Đó, rồi. Cũng rất là tuyệt vời. Đây là những cái vòng tròn mà mình cũng mới vừa cắt ra đó các bạn thấy không? Đó, gõ nó xuống. Nó có đó lọt vô ngon cơm. Rồi hàng thử một cái đường bon hàng mít cho mọi người coi nha. Mít nó đang nằm đây. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp mát của thằng mít vô, đẩy một đường mít cho tất cả mọi người coi sự rực rỡ lòng em của nó nè. Đường cuối cùng này thôi đó. Rồi chúng ta hàng mít cho mọi người coi. Sau khi mình cắt cái hình tròn này ra thì mình bây giờ mình sẽ ghép lại. Hàng xong cắt ra rồi hàng lại. Đây là những cái máy trên kênh máy hàng em Quyền đang kinh doanh rất là rực rỡ lòng em. Rồi, mình sẽ tiến hành hàn một đoạn cho mọi người coi nha. Bon. Đó, quý hàng thấy mít nó hàng nhanh cấp kỳ không? Đó, đường hàng nó đẹp nhanh cấp kỳ không? Rồi, que thì mình đâu có múa mà cái mỏ theo kiểu đó được đâu. Rồi nè, vô nè. Quá rực rỡ lòng em, quý hàng thấy không? Rồi đẩy một đường hàng tích để cho mọi người so sánh nữa. Và mình sẽ khép video này lại. Đó, đây là toàn bộ những cái gì mình đang so sánh ngày hôm nay. 3 phương pháp hàn rất là phổ biến trên thế giới nói chung và cũng như là ở Việt Nam mình nói riêng. Rồi mình sẽ đẩy một đường nữa cho nó đỡ ghiền hết nè. Tại mình hàn cái gì mình cũng cảm thấy mình ghiền hết. Rồi mình sẽ đẩy một đường hàng tích nữa cho mọi người coi sự rực rỡ lòng em của này. Rồi mình sẽ đẩy một đường hàng tích nữa. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô, đây là mình sẽ hàng tích nha. Đây.
nóng tay quá. Tiếp tục, đúng ra phải mở đeo bao tay bên cái tay cầm súng nữa đó quý thầy. Nóng ghê gớm lắm, quá nóng. Đó là phương pháp hàn tích xong đó, mọi người cũng thấy cái tốc độ hàn rồi đó. Mít thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, đó là tích đó bên này ha. Còn que thì nó sẽ nhanh hơn tích nhưng mà nó sẽ chậm hơn mít đó. Que thì nhanh hơn tích, chậm hơn mít đó. Mình vừa thực hiện xong trên cái đường tròn này đó. Rồi bây giờ mình xin phép dừng video. Hôm nay mình đã làm một kích sở thị ba phương pháp hàn: tích, mít và que, trên ba dòng máy bán chạy nhất trên kênh máy hàng Em Quyền. Quá rực rỡ lòng em, quý thằng thấy không? Đây là toàn bộ những cái hôm nay mình muốn gửi gắm đến tất cả quý thằng ở khắp muôn phương về ba phương pháp hàng. Rồi một lần nữa mình dừng video tại đây. Chúc mọi người có một ngày thật đẹp và thật an bình.